Nè, có ai mà tới ăn hộp vịt lộn không? Nếu có ai tới ăn hộp vịt lộn không kìa? Ai ăn hộp vịt lộn không? Nếu biểu diễn hộp vịt lộn thì chị coi coi. Nếu chỉ cách cho chị ăn sao đâu, chỉ cách coi. Chị cách cho chị thấy ăn sao, ăn sao, cầm muỗng lên, cầm muỗng lên. Cầm muỗng múc muối để vô, chút xíu vô. Rắc muối vô. Tí nỉ thôi. Phải nói nha, nói cách ăn cho chị biết không thôi, chị nhà quê lắm chị không biết ăn. Mặn không? Cái đại vô, cái đại vô cho hết mặn. Nóng hỏi nha. Nóng quá. Ăn ngon rồi còn hỏi đắt tiền không? Biết hết á. Nóng nha, từ từ. Rồi tụi em có nói chuyện bình thường đi em. Đó kể chuyện đi cho chị. Chị quay vui nè, kể chuyện nhà cho chị nghe. Ở bây giờ các em ở dưới đó bây giờ đang làm cũng phải làm việc tốt hết. Dạ, trong đáy này nọ rất là tốt. Hôm nay làm thì ngon rồi nha, tại vì xe của bé á. Thì đó hả? Mấy bữa trước em đi bên Đa Tri em đâu có nhà đâu. Còn bữa là thăm nó tròn nha. Thăm nó tròn ha. Còn ơi em tới nhà chị, nhà tới nhà chị Mai rồi nè. Mai nè. Chị Thí đang nãy thịt lộn ăn á. Thấy học thịt lộn mình nãy giờ chắc các em chưa ăn, giờ các em ăn đi. Hả? Bỏ cái ly sang cho chị. Em Lâm bỏ cái ly sang cho các chị ăn. Rồi bây giờ chị xin phép chị Quang kia chị quay nha. Cứ nói chuyện tự nhiên đi. Cháu quay gì Út đang nói chuyện á với em Hà, em Bay. Em Mai nè, nói chuyện đi. Giới thiệu cái đó là cái gì vậy? Này chuối nè chị. Chuối trên bói cho chị nghe đây. Trời ơi, cái đó là đem lên Sài Gòn ăn hả? Thôi nha, đem hồi nãy thôi. Chứ đi đường mà mình ôm hồi là té đó. Mấy ngày này mùa á. Mấy ngày đó giờ đem lên bàn cúng luôn. Rửa rồi đem. Đó, cái này là thứ hai với mợ là hai chị em. Hai chị em mà được may hai cao dài giống nhau nha. Đi chơi đúng không? Cái đâu mà chị hai chồng có tấm hình của tươi ra mà cười ha. Giống bên đó là giống y thịt luôn. Này cái bạn của anh Hùng. Có anh Hùng Tục. Chú bác. Anh Tài. Anh Tài. Trời ơi, chị kể chuyện anh Tài tội lắm. Số đúng là số xui. Để lát chị kể cho nghe. Hồi nãy là mấy cái chiều á chị. Rồi hẹn. Giờ mấy giờ rồi? Hả? 10 phút nữa 2 giờ. Ôi giờ. Bây giờ ăn đi, tụi em ăn đi rồi xong rồi chị coi đồ sẵn đặng. Thôi chị ăn đi, chị ăn miếng đi rồi sẵn đồ đạt đâu. Hai giờ đi em cũng về để tể đò. Đúng rồi. Đò cũng như 4 giờ bên đó là nó hết chạy. Ủa vậy hả? Rồi có gì về đó rồi nói chị Thúy thăm bác nha, nói bác cẩn thận. Đó cái đó là 4 giờ. Nói bác cẩn thận đi nha, chị thúc ruột quá rồi đó. Thôi chị không nói nữa, không tôi chị chọn nghe. Không có bằng đi vậy thì phải về khỏe lắm, sao mình đi từ từ cũng được. Không có sợ trễ.